Trong kho tàng ẩm thực của Việt Nam, thực phẩm được chia ra làm nhiều loại theo từng nhóm, từng chủng loại, mùi vị, màu sắc và công dụng. Nói chung, các thực phẩm đều giữ vai trò quan trọng, cung cấp nguồn dinh dưỡng khác nhau cho cơ thể. Tuy nhiên, do có những mùi vị khác nhau nên có thể chúng hợp với người này mà lại không hợp với người kia. Vị giác là một trong năm giác quan của con người. Vị giác giúp chúng ta nhận biết được mùi vị của thực phẩm như chua cay, mặn ngọt. Trong đó, vị đắng của thực phẩm luôn khiến bất kỳ ai cũng cảm thấy khó tiếp nhận hơn cả. Và vì sao một số thực phẩm lại có vị đắng, số khác lại có vị ngọt, vị cay, vị mặn hay vị chua? Có thể nói, vị đắng là vị nhạy cảm nhất trong các vị. Những thực phẩm có vị đắng thường khác biệt so với các vị khác và khiến chúng ta, đặc biệt là những người không quen ăn các thực phẩm đắng, cảm thấy khó chịu khi nếm phải. Đầu tiên chúng ta phải hiểu một chút là cái vị đắng là như thế nào. Vị đắng thì theo quan điểm của y học truyền nó là một trong ngũ vị. Thì vị đắng là vào kinh tâm, nó vào hệ mạch máu, rồi tâm. Thế thì cái vị đắng ấy thì nó sẽ nhập vào kinh đó. Và thông thường thì những cái vị thuốc hoặc là đồ ăn mà có vị đắng thì nó thường nó mang tính hàn để mà chế bớt. Vì tâm thì chủ về quân hòa, thì cái vị đắng đây để chế bớt đi những cái tính thịnh của cái tâm. Đặc biệt là ở mùa hè thì thông thường là nhiệt thử là nó nóng, thì nó nóng vào tâm bào thì nó sẽ làm gây cái chứng huyết nhiệt, sẽ sinh ra là các cái mụn nhọt, thế rồi là nóng lở, đấy, rồi là ngứa, thì nó gọi là chứng huyết nhiệt, thì thông thường nó vào đấy là nhiệt ở tâm. Là một đầu bếp người Nhật từng chuyên trách các sự kiện về ẩm thực trong Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam, anh Gino Haruki thường sử dụng xen kẽ các loại thực phẩm với các vị khác nhau để làm bữa ăn thêm hấp dẫn. Theo đầu bếp Gino, đối với người Việt Nam thì một trong những cách phòng nóng trong hiệu quả là ăn uống các thực phẩm có vị đắng. Bởi từ xa xưa, các thực phẩm có vị đắng đều có tác dụng thanh nhiệt giải độc, hạ hỏa thông tiện, có thể giảm nóng phát vào mùa hè. Nhật Bản cũng có bốn mùa rõ rệt như Việt Nam. Cũng có mùa hè nắng gắt và mùa đông lạnh giá. Do đó, người Nhật Bản cũng phần nào chú trọng tới cách ăn uống qua việc lựa chọn thực phẩm. Người Nhật thường chọn các món có vị đắng để sử dụng hàng ngày bởi họ biết tầm quan trọng của nó trong việc phòng và chữa bệnh. Trong dược điển Việt Nam, rau đắng bao gồm mướp đắng, xà lách xoăn, cải đắng hay ngải cứu là những thực phẩm đồng thời cũng là những vị thuốc mát gan, ngăn chặn gan nhiễm mỡ, đồng thời có tác dụng phòng chống viêm gan hiệu quả. Mặt khác, trong các loại rau đắng này còn chứa nhiều chất xê, kết dính nên rau đắng hay được dùng ăn sống hoặc giã ra lấy nước chữa lành vết thương ngoài da cũng như bên trong cơ thể. Những trường hợp mà cao huyết áp mà thể can thận âm hư, can dương thượng can, người nó nóng mà tăng huyết áp thì chúng ta có thể dùng được các cái vị thuốc đắng như vậy. Đặc biệt là trong mùa hè này chúng ta có thể dùng thì nó cũng giảm bớt đi những cái rôm sẩy, những cái mụn nhọt. Theo cái y học cổ truyền thì đắng thì nó sẽ nhập vào tâm và mạch máu, nó hai tạng tâm là chủ yếu và nó tả cái tâm hỏa. Thế cho nên là đối với trường hợp mà người nóng, mụn nhọt, rôm sẩy, những trường hợp đó thì chúng ta có thể dùng những cái thức ăn hoặc đồ uống, hoặc là những cái đồ dùng hàng ngày chúng ta có thể dùng những cái thứ mà có cái vị đắng có thể dùng được. Tuy nhiên là chúng ta không nên lạm dụng dùng quá nhiều. Và cái việc mà để xác định chẩn đoán dùng thì chúng ta cũng nên tham khảo ý kiến của các nhà chuyên gia về y học cổ truyền sẽ có những giải pháp cho chúng ta. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, các loại rau đắng vừa là một món ăn và cũng là một bài thuốc giảm béo hiệu quả. Tuy vị nhằng nhặc đắng, nhưng chính điều này đã khiến rau đắng được cho là một sự lựa chọn thú vị đối với những ai muốn giảm cân.
Đồng thời, với thành phần alkaloid giúp giải độc tốt cho cơ thể, rau đắng sẽ tốt khi các phụ nữ thừa cân thêm vào thực đơn của họ mỗi ngày. Ngoài các loại rau xanh thì một số loại động vật như cá trứng cũng có vị đắng. Cá trứng có nguồn gốc từ Na Uy, hình dáng gần như cá kèo của Việt Nam. Đây là loại cá đặc biệt vì bụng cá luôn chứa đầy trứng, dù không phải mùa sinh sản. Cũng giống như các loại cá khác, cá trứng chứa nhiều đạm và chất béo có lợi cho sức khỏe. Đồng thời, vị đắng trong cá trứng còn giúp bổ não và tốt cho tim mạch, giá cả cũng phải chăng. Nhật Bản là đất nước gắn liền với biển cả. Điều đó đã ảnh hưởng tới lối sống cũng như cùng cách ăn uống của chúng tôi. Do đó, những món ăn từ truyền thống cho đến hiện đại như sashimi, sushi hay các loại tương chấm đều được chế biến chủ yếu từ cá. Chính điều này đã khiến cho ẩm thực của đất nước mặt trời mọc cũng như thể trạng của người Nhật có nét riêng, khác biệt so với các quốc gia khác. Nói đến các thực phẩm có vị đắng được dùng làm đồ ăn vặt, thì hạnh nhân là món ăn vặt đáng được lựa chọn đầu tiên. Hạnh nhân vị đắng tính ôn, có công dụng khử đờm, ngừng ho, nhuận tràng, cũng là một loại thực phẩm dưỡng da làm đẹp của chị em phụ nữ. Bên cạnh đó, chất béo có chứa trong hạnh nhân có thể giúp làm mềm lớp sừng trên da, thúc đẩy tuần hoàn của da, làm cho da hồng nhuận, sáng bóng, từ đó đạt được hiệu quả làm đẹp rất cao. Hơn nữa, hạnh nhân còn chứa rất nhiều thành phần dinh dưỡng như protein, lipid, carbohydrate, caroten, v.v. có tác dụng làm giảm cholesterol, phòng ngừa bệnh tim mạch, đồng thời phòng tránh được nhiều nguy cơ gây bệnh khác. Và tuy có vị nhằng nhặng đắng, nhưng hạnh nhân lại được coi là loại quả chống ung thư, rất tốt đối với cơ thể bởi chính vị đắng của nó. Các loại hạt này thì chắc chắn là có lipid, tức là cái lượng mà dầu rất cao, và trong đó là omega 3 là khá nhiều, cho nó hạn chế được cái lượng cholesterol cao ở trong máu. Nó chứa rất nhiều magie. Đấy là một cái chất mà không hiểu là vì các vị còn trẻ, magie nó có rất vai trò quan trọng trong sau này mà chống các cái co rút cơ thì phải cần có magie, có vitamin E và tốt cho cái hệ tim mạch. Ngoài ra chứa rất nhiều phốt pho, sắt rồi là kẽm. Ăn hạt hạnh nhân chắc chắn là tốt cho người bị bệnh tim mạch. Nó là vì rất nhiều các loại vitamin E chẳng hạn, đúng không? Thì rồi là các cái chất chống oxy hóa, đúng không? Thì chắc chắn là nó tốt cho những cái bệnh liên quan đến các cái bệnh tim mạch, các bệnh về oxy hóa ở cơ thể. Và khi cơ thể hoạt động thì bao giờ có các chất oxy hóa nó nảy sinh, và cái ăn cái này thì nó là, hoặc là cholesterol máu cao, đúng không? Thì nó có thể giải quyết được tương đối tốt. Một công trình nghiên cứu của Hiệp hội Tim mạch Mỹ gần đây đã trình bày rất kỹ về tác dụng của hạnh nhân, cho rằng nó điều tiết mức cholesterol. So sánh những người ăn hạnh nhân thay thế bánh chế biến có ít chất béo, thì những người mỗi ngày ăn 2 vốc hạnh nhân sẽ giảm 90% cholesterol. Nhiều nhà nghiên cứu còn chỉ ra rằng mỗi ngày ăn 30g hạnh nhân có thể giảm được 30% tỷ lệ phát sinh bệnh tim. Trong hạnh nhân có chứa ceruro, protein và lipid, vừa đáp ứng được nhu cầu ăn của bạn, lại vừa đáp ứng được ý muốn được nhai thứ gì đó. Một nắm hạnh nhân có thể giúp bạn trong quãng thời gian dài không cảm thấy đói. Vì thế, hạnh nhân được coi là món ăn vặt tốt cho những người muốn giảm cân. Những loại trà xanh cũng được biết đến có vị đắng như trà đắng hay trà hoa cúc.
từ xa xưa đã được chứng minh là có khả năng tản phong nhiệt, giải độc tiêu viêm, hạ hỏa, có thể phòng tránh được nóng phát. Trà đắng được xem như một vị thuốc có tác dụng tăng cường sức khỏe, kéo dài tuổi thọ và làm giảm cân đặc biệt cho người béo phì, giúp hạ cholesterol trong máu, điều hòa huyết áp, bổ máu, đẹp da, giúp ăn ngon, ngủ ngon. Trong thành phần của trà đắng có nhiều vitamin A, B, C, E, K, có chứa 16 đến 24 loại amino acid cần thiết cho cơ thể, khoáng chất từ 4 đến 9%, chất kháng sinh thực vật, đường, tinh dầu, selenium, một yếu tố vi lượng giúp trà đắng có tác dụng chống lão hóa tế bào và ngừa bệnh ung thư rất tốt. Trà đắng không làm tăng hàm lượng calori hấp thu. Nếu uống 6 tách trà mỗi ngày, dù có sử dụng thêm đường, sữa, thì lượng calori cũng chỉ bằng 10% so với nhu cầu. Có lẽ vì vậy mà trà đắng có tác dụng giảm béo rất hiệu nghiệm. Cũng giống như trà đắng, trà hoa cúc cũng có tác dụng phòng tránh nóng phát. Hoa cúc vị cam khổ, tức là vừa ngọt vừa đắng, tính hàn, có thể tản phong thanh nhiệt, sáng mắt, tránh nóng phát. Nhưng trà đắng và trà hoa cúc đều có tính hàn, nên những người có tỳ vị hư hàn thì không nên dùng nhiều. Những cái vị thuốc đắng chúng ta thường gặp, hay gặp nhất, ví dụ như là mướp đắng này, măng đắng này, thế rồi là trà đắng này. Thế thì một số những cái vị thuốc đắng như vậy thì thông thường là chúng ta có thể sử dụng được. Tuy nhiên thì nó là một cái vị mà mang tính hàn, mà người Việt Nam chúng ta ở một cái điều kiện khí hậu nóng ẩm, và tỳ vị của người Việt Nam chúng ta là không được tốt, vì nóng và ẩm thì nó hay tổn thương tỳ vị. Thế khi mà tổn thương tỳ vị như vậy thì chúng ta mà ăn nhiều các vị thuốc mà có tính lạnh thì sẽ làm chúng ta bị đầy bụng, khó tiêu. Đặc biệt là những người mà để mà nhận biết thế nào là người tỳ vị hư hàn thì thông thường là những người, một là sợ lạnh, sợ gió, không muốn uống cái nước, không giống thích uống nước lạnh, chỉ thích uống nước ấm thôi, ăn cái đồ gì cũng phải nóng nóng, đêm ngủ là phải có chăn đắp mặc dù là mùa hè. Đấy, hoặc là đi tiểu đêm nhiều thì những người đó là thông thường là thuộc về cái thể lạnh. Thế và những cái người mà ăn ví dụ những đồ tanh lạnh mà người ta hay bị đi lỏng thì đấy là những cái trường hợp mà người ta thông thường là bị gọi là, mình gọi là người có thể hàn. Thì những người có thể hàn như thế này, hoặc là những người ở thể trạng trung bình, không hàn không nhiệt, mà chúng ta dùng nhiều cái đồ lạnh như vậy, ví dụ dùng nhiều cái đồ mà đắng như vậy, thì nó cũng có thể làm cho ảnh hưởng đến cái công năng vận hóa của tỳ vị, làm cho tỳ vị nó vận hóa kém, dễ bị đầy bụng này, ăn uống kém này, ngủ nghỉ kém. Bên cạnh những công dụng tốt cho sức khỏe thì nhiều kết quả nghiên cứu cũng đã chứng minh rằng phụ nữ mang thai ăn quá nhiều đồ cay hay các thực phẩm có vị đắng thì không tốt cho thai nhi, bởi chất xeratin có trong thực phẩm có vị đắng có nguy cơ làm thai phụ dễ bị sẩy thai, xuất huyết và có thắt tử cung. Tuy nhiên, những thực phẩm này chỉ ảnh hưởng đến thai nhi trong trường hợp thai phụ ăn quá nhiều và thường xuyên. Do đó, những thai phụ vẫn có thể ăn với liều lượng vừa phải để tận dụng được những tác dụng phòng và chữa bệnh của loại thực phẩm này.